Xin chào các bạn. Hôm nay đi chợ với mình nha. À, đây là chợ Trader Joe, một cái ngôi chợ dành cho giới trung lưu ở Mỹ. Thực phẩm ở đây đó, đặc biệt tươi ngon, rau quả sạch, trồng theo phương pháp tự nhiên không dùng chất hóa học, và các loại gia súc đó, thì không có bị tiêm chích những cái chất kích thích ha. Họ nói chung là họ nuôi trồng tự nhiên giống như Việt Nam mình hồi xưa vậy đó. Thì giá cả ở chợ này thì đương nhiên là nó rất là đắt đỏ so với những ngôi chợ Việt Nam của mình. Tuy nhiên, Ngọc Mưa cũng rất là thích thỉnh thoảng đến đây, thỉnh thoảng thôi, không đến thường được. Vì cái chợ này nó khôn lắm các bạn. Nó mắc thì nó mắc, nhưng mà nó vẫn có những cái nó rẻ để nó dụ người ta đến. Chẳng hạn như là hoa tươi ha. Hôm nay thì Ngọc Mưa cần một ít hoa để cúng Phật, cho nên là ghé vào đây. Hoa ở đây tươi lắm, đẹp lắm, và đặc biệt là rất lâu tàn. Và cái điều thứ hai nữa rất là thu hút khách đó, là cái quầy rượu ở đây. Trời ơi, rượu rất là nhiều thứ, mà mình nghĩ là rẻ nhất trên nước Mỹ này luôn. Không có nơi nào mà bán rượu rẻ như ở đây. Đó, thì người ta chặt cái giá này thì người ta đắp qua kia để cho khách tới thường xuyên. Có như vậy thì Ngọc Mưa mới đi tới đi lui được, chứ còn mà món gì cũng mắc quá thì thôi, mình không dám mua đâu. Rồi bây giờ thăm chợ với mình nha. Vừa bước vào chợ đó thì nguyên một cái quầy ở đằng trước là bán các loại hoa và các loại cây thông này kia để chuẩn bị trang trí cho Giáng sinh nè. Đó, đập vào mắt mình ngay lập tức rất là đẹp. Cây trạng nguyên thì có rất là nhiều màu các bạn, nhưng mà sao tự trong đáy lòng mình vẫn thích nhất là màu đỏ, vì nó tươi thắm đẹp. Đó, mấy cái chậu hoa trạng nguyên này nè, mình mua về mình để trên bàn thờ đó, dễ thương lắm. Hoặc là những cái cây thông bé xinh này nè, mình chưng trong nhà nó có cái mùi rất là thơm. Mình thích mua mấy cái này chưng trên bàn thờ lắm, chưng được lâu. Và bàn thờ của mình thì mình thích chưng là theo mùa đó, theo lễ đó. Các bạn nhìn thấy cái hoa này lạ không? Hình như là nó bằng cái sơ mướp đó. Mình bóp mình thấy y chang cái sơ mướp đó. Mấy cái hoa này là cái dạng mà hoa của Hawaii đó các bạn. Đây, Clayon, đủ màu luôn. Rẻ lắm, có 5 đồng bó thôi. Còn cái cây lan này nè, mình thấy hay nè các bạn ơi. Nó lùng lùng, đó thấy không? Thấy cái tược lan nó mọc ra, nó ngoắn ngoắn, ngoéo ngoéo trong cái gốc cây, dễ thương không? Nó không có chỉ thẳng lên trời, mà nó cũng không có rủ xuống đất, mà nó cái kiểu ngoắn ngoắn, ngoéo ngoéo vậy đó. Cái loại lan này lần đầu mình thấy. Ơn này nở hết trơn rồi, mua là phải mua búp chứ. Màu sắc pháo đẹp quá ha. Đây là các loại hoa cơ cắt để mà cúng nè. Những cái hoa này thì đẹp nhưng mà nó mau tàn lắm. Mình thì mình thích hoa trong cái chậu đất á, thì chưng nó được nó mới lâu. Này các bạn nhìn thấy hoa cúc xanh chưa? Đây, nó màu trắng và nó phớt xanh ở cái đường viền á. Lạ không các bạn? Cái này hoa hướng dương ha. Mùa thu cũng là mùa của hoa cúc nha các bạn. Vì vậy mà chợ nào mình đi mình thấy cũng quá trời hoa cúc. Mà hoa cúc những cái màu lạ thì mình mới quay cho các bạn coi, chứ còn cúc vàng, cúc đỏ thì tầm thường quá rồi. Đây, cái này là cúc tím mà phớt xanh ha. Mình quay cái video này những cái loại hoa cúc lạ để cho những cái bạn ở Việt Nam mà canh tác vườn hoa đó nhìn nghiên cứu ha. Mình thấy cái cúc này đẹp lắm, nhưng mà nó lại không có trong cái chậu đất, nó chỉ là cái hoa cắt thôi.
cái hoa mà cắt như vậy thì chưng chưa được tuần là đã tàn rồi. Mà mình là mình thích chưng cả tháng, 2 tháng vậy. Đây, cúc xanh này mình thấy đẹp quá. Lạ ha các bạn ha. Ở Mỹ này đi shopping thích lắm các bạn. Mùa nào thức đó. Còn đây, đây không phải hoa nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ đi. Cái này nó giống như cái trái vậy đó. Giống như trái cherry hay trái gì đó. Nhưng mà người ta trang trí cho nên là người ta bán chung với hoa. Mình bóp thì mình thấy nó cứng cứng giống như là một cái loại trái vậy đó. Giống như trái cherry chẳng hạn. Còn đây là hoa cẩm chướng, đẹp không? Rồi đây cũng là một loại cúc nữa nè. Cái cách mà nó pha màu cánh hoa nhụy hoa đó mình thấy hay lắm. Nhưng mà mấy cái hoa này nó lại không có trong cái chậu đất. Ở đây thì cũng nhiều lan lắm, nhưng mà chủ yếu là lan hồ điệp thôi, cũng nhiều màu. Đẹp ha các bạn ha, những cái màu sắc pha rất là đẹp. Còn đây là những cái mặt hàng mà gọi là sản phẩm mới đó, để bán lẻ đó. Những cái snack với những cái bánh đồ này nọ đó. Cái chợ này nó chuyên về táo các bạn. Nãy giờ mình thấy là có trên 10 mấy loại táo rồi đó. Táo lớn, táo nhỏ, táo to, táo bé và những cái hương vị khác nhau. Và những cái màu sắc của nó cũng khác nhau luôn. Các bạn thấy không? Táo không đó, biết bao nhiêu thứ. Xanh, đỏ, vàng, cam, hồng. Giờ đi qua hàng cà chua ha. Trời ơi, cà chua cũng qua trời loại luôn nè. Đó, cà chua mà các bạn thấy đủ màu giống như nho vậy, không phải đâu nha. Cà chua bi á. Cà chua bi quả tròn nè. Rồi cái này là quả dài như cái ngón tay nè, đẹp lắm, mình thích cái này nè. Trong một cái gói này có 3 trái ớt bèo 3 màu, $5 đó các bạn. Mình mới mua chợ Green Market đó hả. Có 50 cent một trái, là 3 trái có đồng rưỡi, mà ở đây 5 đồng.
qua hàng thịt nha. Đủ kiểu thịt. Rồi cá salmon. Đó, nhìn cái màu cá salmon ngon quá ha. Có 10 đồng phao, nhưng mà cái loại này mình không có thích đâu các bạn. Cái này là họ nuôi. Mình thích ăn nhà mình ăn cá salmon ở ngoài biển. Cái này là cá salmon mà họ nhồi sẵn. Đây các bạn nhìn thấy cái màu thịt bò. Đẹp chưa? Nhìn cái màu là biết thịt bò ngon luôn á. Còn cái này là những cái loại bánh lẻ. Trời ơi, con mình nó mê mấy cái bánh này lắm. Hôm nay vô là chủ yếu mua mấy cái bánh này nữa. Qua lễ thì nó là lại bán những cái loại bánh thường. Còn cái này là bánh chuyên cho mùa lễ. Đây, chocolate bacon pie là con mình đứa nào nó cũng thích hết. Ngon lắm. 7 đồng hộp bánh nhỏ nhỏ cũng được, không mắc lắm. Đây là cái máy rang cà phê ha. Nếu mà mình không có thích mua những cái loại cà phê đóng chặt sẵn trong lon đó, thì mình cũng có thể mua cà phê hạt, rồi người ta rang cho mình, người ta đem ra người ta xay cho mình luôn. Uống có nhiều người họ nghiền, họ thích uống fresh như vậy đó. Còn mình thì mình không có nghiền cà phê, cho nên là mình không cần thiết phải vậy chi cho nó mắc. 8 đồng một pound đó các bạn. Một pound là 450g thôi đó. Rồi bây giờ bước qua hàng rượu rồi nha. Hàng rượu thì trời ơi, khỏi nói luôn, mình chuyên môn mua rượu ở đây. Rượu nấu ăn, rượu champagne, rượu đỏ, nhà mình cũng xài nhiều loại rượu lắm. Cho nên là rồi rượu vodka nữa đó. Trời ơi, nói chung là nói tới tất cả các loại rượu ở đây đều có. Mà ở đây cái phong cách phục vụ của họ dễ thương lắm các bạn. Có nhiều khi cái mình tới mình hỏi một cái loại rượu nào đó mà người ta mình không thấy nó trưng bày, hoặc là trưng bày ở đâu mình không biết á, thì người ta sẽ sốt sắng, người ta lên trên internet người ta search, rồi người ta sẽ nói cho mình biết là hiện tại trong tiệm có hay không, và người ta dẫn mình tới tận nơi tận chỗ để mua cho bằng được. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi là cái chợ này nè. Nè các bạn nhìn nè, nguyên một dàn rượu đã luôn mà có 2 đồng chai thôi đó. Rượu đỏ, rượu trắng, rượu gì vân vân, rượu nho đó các bạn. Những cái loại rượu này thì không phải là rượu ngon lắm, nhưng mà uống cũng không tệ. Nấu ăn và uống không tệ. Rượu nho hồng, rượu nho đỏ, rượu nho trắng vân vân. Rồi họ cũng in trên cái nhãn hiệu là cái năm sản xuất. Thường là những cái chai rượu này là mới không. Các bạn nhìn thấy không? Mẫu mã không? 2 đồng bạc nổi cái chai rượu cũng trị giá 2 đồng rồi đó. Mà mình không hiểu sao mà họ bán 2 đồng mà họ có lời, chẳng hiểu nữa. Nhưng mà không phải lúc nào cũng 2 đồng nha. Tại vì cái này đang lễ thôi. Qua lễ thì có thể lên 3 đồng, 4 đồng. Ở Mỹ này lễ, người ta khuyến khích mình mua, cho nên người ta sale giá rẻ. Chứ không phải như bên Việt Nam á, lễ hút hàng là bán nâng giá. Không phải như vậy, ngược lại hoàn toàn. Các bạn nhìn cái hàng rượu, các bạn mê không? Mình thường dùng rượu đỏ trong nấu ăn ha. Chẳng hạn như ướp thịt bò đó. Còn những cái rượu champagne nhẹ nhẹ này là mình với các con, cho các con uống. Uống giống như khai vị vậy thôi. Mấy cái này nó không có làm mình nhức đầu, nó cũng chẳng hại gì cả. Nó làm cho cái bữa cơm của mình nó thêm kích thích vậy thôi. Nhà mình lúc nào cũng trữ mấy này hết. Tại vì cũng không có mắc đó các bạn ơi. Cũng có những chai 20 mà cũng có những chai 6-7 đồng.
chợ này các bạn nhìn không? Mặc dù là mùa dịch nha, nhưng mà lúc nào mình thấy cũng đông như vậy. Từ hôm dịch tới giờ không có ngày nào mà nó vô đây mà nó vắng hết trơn á. Đa số các cái mặt hàng ở trong chợ này đó, nó có nguồn gốc châu Âu. Đây chẳng hạn như cái bánh này nè, Belgium nè, là bên Bỉ á. Cái hương vị của bánh kẹo của bên châu Âu á, nó ngon lắm, mình thích hơn á, mình thích hơn ở bên Mỹ á. Nó ngọt nhẹ mà chủ yếu là béo. Nhiều lắm. Đó, cái này là cái quầy đông lạnh. Mình mua những cái thực phẩm này để cho các con mình buổi sáng nó hâm microwave lại nó ăn. Trời chiều rồi các bạn ơi. Hồi nãy mình đến đây là 3 giờ. Bây giờ mình ra khỏi chợ là 5 giờ. Trời ơi, vừa đi chợ, vừa quay phim. Ơi. 8. Bây giờ ra đây lại ngắm hoàng hôn nữa. Các bạn, mình rất là sửng sốt với cái cảnh hoàng hôn ở nơi đây. Ở khu nhà mình ở không bao giờ thấy hoàng hôn đẹp như vậy đâu. Trời ơi, nó đẹp quá các bạn ơi, 5 giờ chiều đó. Có ai mà vừa đi chợ vừa ngắm hoàng hôn không ta? Đó, mua được cả 2 chậu hoa với một ít thức ăn cho con thôi. 2 tiếng đồng hồ mà có nhiêu đây thôi, mua được cái nhiêu đây. Tiện đâu mua nhiều trời. YouTube còn chưa bật kiếm tiền được nữa, tiền đâu mà mua trời. Các bạn thấy không? Mình la cà kinh dị chưa? Hoàng hôn ở đây nó đẹp á. Nó có cái nguyên do các bạn. Từ đây chạy thẳng tới 5 phút nữa thôi là đụng biển. Biển Huntington Beach. Mình thêm một vài tháng nữa thì mình sẽ ra cái series movie về biển Huntington Beach. Bây giờ thì mình đang bận rộn với cái series của San Diego. Và sau cái San Diego là tới Los Angeles ha. Thì có lẽ sau cái Los Angeles thì sẽ tới cái series về Huntington Beach. Đó là một cái vùng biển rất đẹp. Đây, mình nghĩ những cái đường viền màu đó là tại vì nó gần biển, nó sát đường chân trời đó các bạn. Cho nên nó mới có cái hiện tượng giống như là mình gọi là quang học đó. Đó, đây, cái chỗ đốm sáng mà các bạn nhìn thấy trước mặt mình là biển đó. Thôi, tôi đi chợ xong rồi, tôi ngắm hoàng hôn cũng xong rồi. Bây giờ tôi phải đi về, đặng tôi nấu bữa cơm chiều thôi. Tạm biệt các bạn thân yêu nha. Hẹn gặp lại trong những video tới. Nhớ ghé thăm mình thường xuyên nha các bạn.